Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tức Game Live. Và hôm nay thì cậu Vàng sẽ giới thiệu anh em một con game H5 đến từ một cái IP cùng tên, đến từ Nhật Bản, có tên gọi là Reborn to Master the Blade Beverly Rose. Mình thì không biết cái bộ novel này nên là chúng ta sẽ gọi là trải nghiệm cho biết thôi nhá. Con game này là con game H5, tức là các bạn sẽ chơi trên trình duyệt của PC hoặc là điện thoại của các bạn. Nó rất là tiện, không cần phải cài đặt gì cả. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game đi. Bây giờ chưa có âm thanh. Đây. Chúng ta sẽ vào game này. Game này thì có tiếng Anh nhá anh em nhá. Đó, chúng ta sẽ vào vai những hiệp sĩ, hình như là chỉ có nhân vật nữ thôi anh em ạ. Mà bỏ qua phần cốt truyện đi. Con game này là một con game nhập vai rảnh tay. Đó, chúng ta sẽ đại loại là đi cày cuốc thôi. Đó, rất là đơn giản. Ồ, để xem game thì có đồ họa 2D, nhân vật thiết kế theo kiểu phong cách anime. Rồi, ở đây mình sẽ đổi tên nhá, mình đang chưa biết đổi tên nhà. Phần ngôn ngữ thì game mới như mình đã nói chỉ có tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Anh. Thì mình sẽ để tiếng Anh thôi. Ban đầu thì đại loại thì đây là một con game nhập vai rảnh tay. Chúng ta sẽ chủ yếu là phát triển, nâng cấp lực chiến cho nhân vật đúng không? Đó, ví dụ như là lắp trang bị này. Đấy. Con game này tên là Reborn to Master the Blade Beverly Road nhá. Mình cũng chưa tìm hiểu cái IP của nó như cụ thể như thế nào ấy. Xuất phát từ Nhật thôi. Đấy, nên là mình cũng chưa rõ lắm. Được thôi, chơi cho biết thôi. Đấy, với cả game này nó có tiếng Anh ấy. Nên là chơi cũng được. Thứ hai nữa là game này là game H5 nên có thể không cần phải cài đặt gì cả, các bạn chỉ cần bật ở trên trình duyệt thôi. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp kỹ năng này. Đó, nâng cấp kỹ năng lên. Sau này thì sẽ có một vài cái tính năng khác nữa. Đấy, đây là lắp trang bị này. Sau này có up rank này. Cái này là cánh à. Đấy, hiện tại thì nó sẽ có một số tính năng nó chưa mở nhá. Cường hóa trang bị. Cái dạng game nó rảnh tay này ấy thì nhân vật nó tự động chiến đấu, chủ yếu là anh em đi kiếm nguyên liệu để nâng cấp nhân vật thôi. Đây là đăng nhập 7 ngày nhận quà này. Game hơi lag một tí anh ạ. Chắc là do server nước ngoài. Đấy, đăng ký danh nhận quà này. Quà cấp độ này. Đấy. Game lên cấp cũng khá là nhanh. Giờ mình đã level 24 rồi. Trang bị nào không dùng đến thì các bạn sẽ phân giải đi này. Có một cái bảng nhiệm vụ ấy, có chữ mission này này. Anh em bấm vào nhiệm vụ đi làm nhiệm vụ cho mình. Ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ cho mình. Đây, mình để cường hóa trang bị nhá. Rồi lại tiếp tục chiến đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cứ treo máy thôi, game thì chủ yếu là treo máy và các bạn nâng cấp cường hóa trang bị. À, game này nó có một phần là auto cường hóa. Muốn auto cường hóa thì các bạn sẽ phải mua cái thẻ thẻ pass này. VIP 4 này này. Bốn mất khoảng 4,39 đô. Phải nạp tiền thì mới có auto cường hóa được, không thì anh em sẽ phải bấm bằng tay. Ok, thôi bấm bằng tay cũng được. Game này mình gọi là mình chơi cho biết thôi chứ không có ý định nạp tiền gì cả. Rồi, chúng ta sẽ mở khóa cái bảo vật này. Unlock ra. Đấy, các cái thành phần của cái nhẫn này. Unlock ra thì nó sẽ cộng thêm chỉ số mọi người nhá. Nó cũng là một cái gọi là để tăng cường chỉ số sức mạnh cho nhân vật thôi. Đấy, lắp thêm trang bị này. Rồi cường hóa kỹ năng này. Đấy, chủ yếu là anh em sẽ tập trung phát gọi là nâng lực chiến cho nhân vật của mình ý. Những cái dạng game nhập vai rảnh tay thì bao giờ lối chơi cũng rất là đơn giản. Để xem là con game này mình thấy có gì đặc biệt hơn không. Như hiện tại thì mình thấy nó cũng chưa có gì đặc biệt lắm anh em ạ. Được cái là nó sẽ rất là dễ chơi. Đây, mở hòm này. Chìa khóa chắc là để mở hòm gì đó. Nâng cấp kỹ năng này. Rồi lại mặc trang bị mới này. Và chúng ta sẽ tiếp tục ra treo máy, tiếp tục chiến đấu tiếp và làm nhiệm vụ. Đây, hòm thư, nhận thưởng. Được cả đống đồ này. Đấy, nhân vật thì nó sẽ tự động chiến đấu và nó sẽ khiêu chiến để lên ải cao hơn ấy. Các bạn sẽ phải lên ải cao hơn thì lúc đấy thì anh em sẽ treo máy nhá. Thì nhận được nhiều tài nguyên hơn. Game này là game AFK này, ngay cả khi các bạn offline thì nhân vật nó vẫn sẽ tự cày đồ cho anh em. Đấy, rất là tiện. Đây là phần shop này, các bạn có thể mua đồ với giá rẻ. Đó. Chúng ta sẽ phải ở đây, cái này nâng cấp. Đây, cường hóa này. Ôi, phải bấm bông tay thì hơi mỏm một tí, nếu có auto thì mình sẽ rảnh tay hơn. Sau này các bạn sẽ mở khóa được 3 nhân vật nhá. Tức là sẽ có 3 nhân vật để các bạn nâng cấp. Hiện tại mình đang có một nhân vật này, nó chưa mở ô này, level 80 nó mới mở tiếp này. Tổng cộng là 3 nhân vật nữ. Thì các bạn sẽ phát triển cùng lúc 3 nhân vật. Trông vậy thôi thì nó sẽ rất là tốn kém đấy anh em ạ. Dạng game này thì chủ yếu là phát triển nhân vật ấy. Và nó sẽ cần rất là nhiều tài nguyên. Tài nguyên thì đến việc là từ anh em treo máy hoặc là các bạn nạp tiền vào. Nói chung là cái con game tên giải quá, Reborn to Master the Blade này ấy, nó cũng rất là đơn giản và dễ chơi thôi, cũng không có gì phức tạp cả. Đấy, bạn nào mà thích dạng game nhờ vai rảnh tay thì sẽ thích cái con game này.
Mình sẽ nghịch thử thêm một tí nữa xem có gì nữa không, chứ còn về cơ bản đầu game nó cũng không có gì quá khó hiểu ấy. À, cái này nó không chạm giữ này, mình sẽ phải bấm bằng tay anh em ạ. Được rất là nhiều đá cường hóa, bấm này đến mỏi tay mất. Rồi chúng ta sau này có tinh luyện trang bị này, rồi nâng cấp trang bị các thứ, rất là nhiều tính năng để phát triển nhân vật của các bạn. Cái này mình chưa mở hết, ở trong cái phần practice này nó có các cái một số cái tính năng khác để mở khóa. Đây. Rồi tiếp tục chiến đấu nhá. Đấy, ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ của mình để cày lên cấp cao hơn, cũng như là anh em sẽ tìm hiểu dần các tính năng của game ấy. Hiện tại level 39 rồi này. Rồi, nhận quà. Đấy. Quà cấp. Nhận thưởng. Rồi. Lại tiêu diệt quái vật được 2000 vàng. Lại rồi sẽ lại nâng cấp lên. Đấy, ban đầu chỉ đơn giản là như vậy thôi anh em ơi. Có cả chế đồ này. Ồ, có cả craft đồ luôn anh ạ. Craft thành đồ đỏ à? Ảo nhỉ. Đây có các nguyên liệu để các bạn chế tạo đồ luôn. Ồ. Sau đó thì các bạn hãy nâng cấp lên nhá. Đấy. Rồi có cái mảnh này, nâng cấp vũ khí các kiểu. Ồ, rất là nhiều tính năng. Với việc có tiếng Anh này thì các bạn chỉ cần biết một chút tiếng Anh để có thể chơi nhá. Nó sẽ dễ hơn. Nói chung là có tiếng Anh là may rồi. Hiểu tiếng Trung hay tiếng Hàn thì rất là khó. Đây các bạn lại quay phần quay đồ này. Đó các bạn sẽ có quay đồ, quay trang bị ở đây. Nhận thưởng. Ồ, cái tính năng quay đồ đấy. Game này thì quan trọng lớn nhất là cái phần trang bị anh em ạ. Phần trang bị nó rất là quan trọng luôn. Nó sẽ quyết định cái lực chiến của người chơi rất là nhiều. Mình thấy là game nó có quay trang bị các thứ. Auto level up này. Auto equip đồ này. Đấy rồi lại tiếp tục nâng cấp trang bị lên. Đấy, đồ nào không dùng đến thì phân giải nó ra, kiếm nguyên liệu để có thể nâng cấp. Đấy, chúng ta sẽ nâng cấp dần lên các cái món trang bị của anh em. Cứ bấm một lúc là chơi là hiểu thôi, cũng không có gì phức tạp. Rồi tiếp tục nha. Unlock mở khóa. Tiếp tục mở khóa. Đó, nói chung là lối chơi đã rất đơn giản. Mình thật ra nếu mà để mà gọi là giới thiệu ấy thì mình thấy là con Reborn to Master the Blade này nó cũng không có gì để giới thiệu đâu. Cơ bản là bạn nếu mà anh em là một người thích dạng game nhập vai rảnh tay thì có thể nghịch thử con game này. Quan trọng nữa là con game này là con game H5, tức là các bạn chơi trên trình duyệt chứ không phải là cài đặt app ở trên Google Play cũng như App Store. Nó cũng khá là tiện, các bạn không cần phải cài đặt quá là nhiều. À, tập trung là có Fly Gear này, mở khóa. À, cái này đúng là cái cánh rồi. Thì các bạn có thể nâng cấp cánh nhá. Đó, sử dụng tài nguyên nâng cấp cánh này. Đó, mình cái auto này được này. Đó, ui, cộng này đến bao giờ hết. May có cái phần auto này mình nó tự cộng trang bị này. Các bạn thấy cộng lực chiến rất là nhiều đúng không? Đấy. Nâng cấp lên rồi các bạn để thay đổi hình dáng của cánh các bạn nữa. Ồ. Mở khóa phần bảo vật này cũng nâng cấp lên. Bạn thấy là game nó rất là nhiều tính năng nâng cấp luôn nhé. Tập như mình đã nói thì dạng game rảnh tay này thì nó chỉ tập trung vào việc là phát triển nhân vật thông qua các cái tính năng thôi, nên là cũng mình có thể hình dung ra được cái lối chơi con game này. Mở khóa này. Ủa, mở khóa này con nào? À đây, mở khóa này, con này con nó gọi là tính năng gui này, mình không biết là nó có gì, như kiểu như con boss à. À cái này là như kiểu sưu tập ấy. Đây là bộ sưu tập anh ạ. Đấy, sưu tập trang bị các thứ. Mở khóa thì nó sẽ cộng thêm chỉ số với mọi người. Rồi. Cũng không khó hiểu lắm. Chơi một lúc là dễ hiểu thôi. Dạng game này thì thực sự là rất là rảnh tay và quen thuộc. Chủ yếu là các bạn nâng cấp phát triển nhân vật. Đây, lại khiêu chiến boss này. Sau này mình có thể có tính năng auto khiêu chiến luôn. Thì mình có thể treo máy tự động được. Đấy, hiện tại là mình đang quá khỏe rồi. Những con quái ban đầu này thì nó khá là dễ chơi đây. Đấy, mình để auto luôn anh ạ. Nó sẽ tự động gọi là khiêu chiến boss để lên tầng tiếp theo ấy. Dạng game này game treo máy mà. Đấy, nên là cứ thế mà treo máy thôi. Và đi nâng cấp, nhớ phải nâng cấp các cái nhân vật của mình lên. Trang bị, kỹ năng, rồi một số cái khác. Đây như kiểu cánh này, mình sẽ nâng cấp cánh lên nhá. Ui, 4500 nguyên liệu thế này. Đấy, phải để auto này không thì bấm mỏi tay mất anh em ạ. Đấy, cứ thế mà nâng cấp thôi. Và treo máy lên. Cái dạng game này nó chỉ như vậy thôi. Thì bạn nào mà quan tâm đến một dạng game nhập vai rảnh tay
là một con game H5 chơi trên trình duyệt, thì mình sẽ giới thiệu anh em con game Reborn to Master the Blade này nhá. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn nghịch thử. Đấy, game nước ngoài. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng nhé. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.